chuyến bay vũ trụ là chuyến bay đặc biệt, nó khác với lại chuyến bay trên máy bay hay là chuyến bay khác, nó được tập luyện. Nhưng đây là mình học ở dưới đất, mình bay luôn. Và những cái trường hợp này ở dưới đất không có để mà thực hành, và những cái trạng thái trên con tàu thì chưa bao giờ mình được thưởng thức. Đến khi mà mình được tuyên bố là cái đội bay chính thức là phấn khởi lắm rồi, nhưng cũng lo lắm cái nhiệm vụ trước mắt nó như thế nào. Tôi nói là hy sinh thì không sợ đâu, nhưng mình có làm tròn trách nhiệm hay không. Nhưng đến khi xách những cái dụng cụ và tài liệu bước vào con tàu thì vui mừng xen lẫn là lo lắng. Lúc bây giờ tất cả tập trung ý chí của mình, nghị lực của mình, hành động của mình làm sao hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cao. Ngồi trên con tàu mà ở trên cái quả tên lửa nó cao mấy chục mét này, đến lúc phóng cái dầm cái thì có bao giờ được thử thức cái đó đâu. Thì nó cũng đều là cái ấn tượng rất sâu sắc. Khi mà khẩu lệnh là 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây phóng, thế là mình tập trung tất cả vào màn hình, tất cả vào những cái chỉ số trên con tàu. Và thông tin cứ liên tục, liên tục. Ở dưới nói một câu, mình phải trả lời một câu. Cứ như thế thì không có lúc nào rỗi. Chỉ trừ có những lúc giật mình. Thí dụ như con tàu đó đang bay ổn định, nó làm cái rầm cái, nó thả tầng thứ nhất, thả tầng thứ hai, rồi tầng thứ ba. Tất cả những lần đó nó rung động rất lớn, làm cho mình hơi đột ngột, giật mình một chút. Hay là đang bay cái là bắt đầu nó vào vũ trụ, nó làm cái rầm một cái, nó đẩy người mình lên bay lơ lửng ở trên không. Thế rồi những lần mà được bay qua Việt Nam ngắm nhìn Tổ quốc Việt Nam chúng ta lần đầu tiên. Rồi thì gặp gỡ các đồng chí phi công vũ trụ, bắt tay nhau, ôm hôn nhau trong vũ trụ giữa hai con tàu. Thì tất cả những cái đó nó đều để lại cho mình cái rất cảm động. Tôi không bao giờ quên được những cái cảm giác, những cái mà nó diễn ra trong cái chuyến bay vũ trụ đó. Con tàu bay lên nó rất nhỏ, thế còn lên đến lắp vào cái trạm hòa bình ở trên đó, người ta phải tiết kiệm nhất những cái diện tích, phóng lên vũ trụ một cân một lạng tăng lên thì quả tên lửa nó phải to ra. Thế thì người ta làm sao mà ở cái điều kiện tối thiểu nhất. Đấy nha, con tàu quay là 180 độ, thì nó quay được khoảng 90 độ thì nó dừng lại, nó không quay nữa. Chúng tôi chờ nó bay hết vòng, bay về qua trung tâm vũ trụ, quay về qua Nga, thông báo xuống dưới đất là con tàu đã hỏng hóc. Thế thì họ mới hướng dẫn mình, đồng thời ở dưới họ điều chỉnh tất cả các thứ. Thì sau một vòng sau thì nó lại trở lại làm việc được. Mà đã bay trên không trong điều kiện trên không hỏng hóc là lo lắng nhất của người phi công. Khi con tàu nó mới từ từ nó rơi vào trái đất, lúc bây giờ thông tin liên lạc không có, bên ngoài con tàu thì cháy bừng bừng hàng trên nghìn độ. Hai thầy trò chỉ có nằm, lúc bây giờ có chút suy nghĩ là không biết bao giờ dù nó mở, liệu nó như thế nào, chúng ta có an toàn hay không. Thế đến lúc cái dù nó mở ra rồi, nó treo mình lên, bắt đầu có liên lạc rồi, thì lúc bây giờ biết là bình thường. Là năm nay là 40 năm chuyến bay vũ trụ, nó cũng là trong thời khắc đặc biệt, vui, nhưng mà cũng có một cái gì đó nó lắng đọng lại, buồn buồn. Đó là ông Gorbachev đã ra đi, không còn cùng tôi để kỷ niệm như những năm trước đây. Nhưng dù sao đây nó cũng là dấu ấn. Và mỗi khi nhắc đến chuyến bay, đặc biệt là anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội, các đơn vị nhớ và chúc mừng, tôi rất là phấn khởi, rất là hạnh phúc.